Lan Dược Vinh xin chào và chúc cả nhà mình luôn luôn có nhiều sức khỏe và ngập tràn niềm vui. Mình tên Vinh Nhung, sinh năm 1963, chuyên bán hoa lan rừng bản địa 100% cả nhà nhé. Và hiện nay thì mình cũng đang ở trong cái vườn lan hoang, bỏ hoang rất là lâu rồi, bây giờ cỏ thì mọc ngập đầu người. Với cái hoàn cảnh là gia đình rất là hoàn cảnh, bà chủ bị tai biến và rất là nhiều hoàn cảnh, và hiện nay bà kèm theo hai đứa cháu nội sinh đôi đây này. Chẳng biết đang nói gì là có điện thoại nên là mình không nhớ mình nói gì rồi, thì mình cũng nói lại nhá. Đây là khu vực kiếm các mặt bông, phải nói là cái kiếm này thì bạn cũng đeo thẻ hết rồi, nhưng bây giờ mình cũng lẫn lộn không biết là cái nào là hàng cỏ, hàng rào hoặc là hàng va gì đâu. Mình chỉ biết là hôm nay là mình vào quay là mình cứ nhặt cái nào mà bị thẻ rơi xuống đất, bị mục nát thì là mình sẽ nhặt ra mình bán trước. Còn cái phần mà còn có thẻ thì mình để chờ đợi khi nào cháu nó về nó sẽ bán hoặc nó như nào. Để trước mắt là cần tiền để trang trải viện phí cho chị và các cháu, thì rồi tiền đi ăn học thì mình sẽ bán trước thôi, với cái giá hàng cỏ ở nhà nhé. À đây rồi, mình thì sót có một cây lá kẻ của ai chốt đây này. Đấy, hôm trước là mình sót một cây kẻ này, trong cái còn kẻ cả nhà nhé. Hôm nào mình vào sớm mình quay cho bạn xem. Con đi vào đây con này. À mang điện thoại cho bà, mang điện thoại cho bà con này. Mình sẽ cho bạn xem là những mặt bông nở trong vườn kiếm này. Đây. Đấy, đây là mặt kiếm lô hội của các bạn cả nhà nhá. Không biết bạn nào mua trúng hay nào thì mua, mà không trúng thì thôi. Ở đâu nhỉ? Để bà xem. Đây. Đây, các bạn đang nhìn nhiều bông rất là xuất sắc. Còn thực ra là mình không dành gì về kiếm đâu cả nhà nhé, không dành đâu cả nhà. Hôm nay về các bạn đã trách móc là mình là bán thế nọ kia. Mình chỉ biết bán cái giá là hàng bờ rào thôi cả nhà nhé, bán rất là rẻ. Đấy. Các bạn biết cái cây kiếm nhà mình hôm trước ở cái chậu này mình nhổ ra đây này. Đấy, lại nhổ ra cái bán này. Mặt bông nó đẹp như này này. Và cực kỳ thơm luôn. Còn đây là mặt bông xích ngọc hoa trắng đây. Hôm mà trước mình vào vườn mình cắt là mình thấy như thế đây. Còn đây là trong cái vườn này có cái bông mặc xuân rừng đây. Màu này đây, cái hình này là mình đã được bê về nhà và mình đã được bán rồi. Còn đây là mặc xuân đã được nở tại vườn đây cả nhà nhé. Đây. Đấy. Cánh thì nói chung được cánh màu nâu tây và có sọc mà lưỡi bệt mà lưỡi vàng. Đây cả nhà nhìn đó, lưỡi đốm đấy, đỏ lưỡi đốm đây, nâu lưỡi vàng. Đây các bạn nhìn đỏ đẹp không, đây được nở trong vườn. Các bạn nhìn thấy cái bãi này không, là ở cái góc nãy mình quay toàn sỏi đá đấy. Đây các bạn nhìn thấy không? Nhìn thấy các bạn nhận ra luôn cây ở đây luôn đúng không ạ? Chẳng cần nói thì các bạn biết luôn rồi, nhìn thấy xác định hướng luôn này. Đấy, cho nên là rất nhiều mặt bông đẹp. À còn mặt bông này nữa chứ. Để mình cho bạn xem này. Đây các bạn nhìn thấy mặt bông này không ạ? Quá là xuất sắc, hiện nay trong vườn này không biết là cái cây nào với cái nào đây. Các bạn nhìn nó cánh nó thấy lạ không? Ôi trời ơi, cánh nàng lý nó phải đối với nhau cũng lại màu sắc rất là buồn cười, rất là đẹp, đẹp tuyệt vời như là trong tranh vẽ này. Đấy, cho nên là mình phát hiện ra mình giữ lại mình không bán nữa, mà mình chỉ bán lẻ thôi. Bạn nào mua thì mình cứ nhổ mỗi tách hai tách hai tép ra thôi. Đây là mặt bông bạch ngọc đôi công ở nhà nhá. Mùa hoa mặc xuân nhà mình nở đây ở trong vườn đấy này, các bạn nhìn không? Chỏng trơ những cây cối đây này. Đấy mình quay chụp luôn, nhìn trong vườn luôn này. Còn đây là kiếm bạch cả nhà nhé. Đây là kiếm bạch là mình đang bán, là các bạn cứ mua đi 200 một chậu, 200 một chậu kiếm bạch nhá. Đấy, các bạn mình sẽ chọn chậu to nhất cho bạn. Còn đây là cẩm cù xoắn đã nở hoa cả nhà nhá. Tí mình cho bạn xem combo cẩm cù. Cẩm cù bông rất là đẹp, cẩm cù nào cũng có hoa cả nhà. Đây là kiếm hồng hoàng của nhà mình nhá. Và có lẫn cây lưỡi hổ, nó cũng gần như thế này cả nhà. Đây. Bây giờ bắt đầu là mình sẽ cho các bạn vào xem từng hình hình kiếm kiếm
các loại kiếm, mắt kiếm nhá, các bạn chẳng biết là kiếm nào nữa. Đây các bạn nhìn em, cầm cù, các bạn thấy mua lẻ thì nó sẽ đắt hơn rất là nhiều. Bình thường một cái chậu này 150 thôi, các bạn mua combo cực kỳ rẻ luôn. Bởi đằng nào mất công mình đóng mà, mình đang ở đây. Các bạn nhìn những cây cây nhỏ thì rất là nhiều, còn cây trưởng thành thì đã gần như là mình chọn lọc cũng tương đối hết, gần như là hết rồi cả nhà. Đây, các bạn cùng mình xem này. Không bán các bạn nhìn sục sạch hết ở dàn này, nhìn không? Đấy, con sao vậy đây cho bà nào. Đấy, cả nhà cùng xem nhá. Nào, cái chậu số N1. N1 đầu tiên, N1 như hình này nhá. N1 hình này là 100.000. Các bạn cùng mình xem kiếm, thằng bán lô xô chẳng biết cái cây nào với cây nào hết đây. 1, 2, 3, 4 tép, 4 tép 5, cả tép già 1. Thân tơ đi, 1, 2, 3, 4 này. Đây. À, thân mẹ đây. Đây. Con không cần phải soi thế nữa. À, cái này là 100.000 cả nhà nhé, N1. Con lui ra kia cho bà làm đi. Lá nhăn này bà. À, hình số N2 và N3 thì hai cái chậu này mình nghĩ là bán theo combo đi. À, thì ra là để mà bán lẻ nó chẳng bỏ, để mà các bạn chốt hàng. Xong mình cũng đóng mất cũng rất là khổ. Là cái hình N2 này và cộng N1 nữa nhá. À, N2 và N3. Cái chậu này thì cũng các bạn cùng xem này. Cái này thân gãy, bị một lá gãy này. Mình nghĩ là vì không sao, miễn làm sao mà các bạn mong có cái duyên đến mình những bông hoa đẹp đúng không ạ? Đấy, thì N2 và N3 này, hai cái chậu này mình bán là 80.000. À, mình cũng nói rõ quan điểm cho các bạn xem để các bạn đỡ phải ai nấy. Nếu như các bạn mang hàng về các bạn kiểm tra là không ok thì các bạn lại trách mình là mình có tuổi rồi phải mang tiếng ra. Mình nói các bạn là tại sao là mình phải bán cái cây này có kèm đơn và chỉ có gọi thành, nếu mà tính thành có 2.000 thôi các bạn ơi. Là vì cây này rất là to nhưng lại bị hỏng ngọn rồi đấy, mình vừa rút cái ngọn ra rồi. Thì các bạn về mang về nhân giống thì chờ đợi những cây con khác nó mọc cũng được. Đấy, nó sẽ sinh sôi nảy nở những mầm khác mà. Đấy, à, hai cái chậu này là 80.000 cả nhà nhé, hai chậu này. Tiếp đến con nhích ra kia này, tiếp đến hình M4. M4 cả nhà, M4 cái chậu này thì rất là nhiều thân, nó phải đến 7 thân cả nhà đây. Mình thấy cái mông má của nó rất là đẹp luôn. Đấy, vai viết rất là nở. Cây cũng có vẻ là rất là xanh sạch. Các bạn cùng mình xem một chút về cái vấn đề ở cái phần ngọn lá nhá. Đấy, thì nó rất là bằng đúng không ạ? Các bạn thấy nó bằng không ạ? À, mỗi chỗ cái cây này nó hơi dài một chút. Đấy. Hơi dài một chút nhưng nó lại được gần như là kiểu như xanh sạch ý. Cái chậu này là 180.000. Các bạn biết hôm nay mình đóng một đơn hàng 180.000, mất gần hai cái hộp xốp. Nó dài, mình nói thật các bạn, hết lãi, hết công nhưng nó không lãi. Mình không nói toàn lãi về cái lô hàng này đó, bây giờ mình trách nhiệm mình phải bán đó. Chứ còn thực ra là không nói câu lãi lời ở cái cây này nữa. 180.000 cho cái chậu này. Đấy, ở nhà thấy rõ, thấy nhìn thấy có ok không ạ? Con đừng soi thì nó chói lắm con à, con đừng soi vào để tự bà soi. Đấy, ừ. Đấy, nhìn thấy không ạ? Đấy. Tiếp đến hôm nào mình mổ xẻ cái chậu này ra. Cái chậu này tin chắc là cái chậu này là bạn để chậu để chơi hay sao này. Cái kiếm này lá nhỏ, lá rất là mềm. Ồ, như dày lắm này, hôm nào mình sẽ mổ xẻ ra mình bán lẻ sao? Không biết là kiếm gì đây. Những cái kiếm này các bạn nhìn toàn kiếm có tên tuổi hết trong kia. Đấy. Và bây giờ không biết là cái nào thế nào. Cứ cái nào hết mác, hết dụng mác là mình xách ra mình bán. À, tiếp đến là cái hình số M5. M5 cái chậu này. M5 này, cái chậu này cả nhà nhé. 280.000. Đấy, 280.000 cho cái hình này. À, cái này 6 thân. Các bạn cùng xem nó đẹp không? Quá là xuất sắc. Đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Củ nào sao củ đấy, nhìn là yêu. Quá là yêu luôn. Nó không, nó tròn 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 xoe luôn. Nó tròn mà đẹp thế, biết nhìn rất là trăng tròn luôn ấy. Đấy, các bạn nhìn không? Rất là thanh niên, tuổi trăng tròn, đẹp quá. Cái đây là hệ dòng lùn của nhà nhé. Đây là hệ lùn này. Và bây giờ 28-20 thì phải nói là mình thấy rất là rẻ. Cái này nếu mà bán nó phải có, nó phải lên cái chậu này, nó phải trên 300 cơ, chứ không là 280 của nhà nhé. Đây là M5. Rồi tiếp đến là M6. M4 cả nhà. Mình xem lại nhá. M5 thật. Thôi xin lỗi các bạn, hai M5. M5 kiếm lùn. Mình lại nhầm M. À đúng rồi, M6 đúng rồi. Đây. M6 ở nhà nhá. M6 thì cái này nó phải là nó nhiều thân lắm, nó phải gần 10 thân. Mình đoán phải là 10 thân, cái này cũng xanh sạch.
Mà cái này cơ bản nó là cái lùn, hàng lùn, hàng lùn cả nhà nhá. Dòng lùn nhiều đây. Đẹp lắm. Đấy, cái chậu này là đúng là phải bán theo cái giá nó phải là 350. Hôm nay mình để cho bạn về giá là 280 các bạn nhá. 280. Hình số N7. N7 cái này là một chậu có 8 thân. Cái thân này các bạn nhìn thấy N6 nó quá là đẹp luôn. Nó nhiều cây như kia này. Cây nhúc nhích bé bé ở dưới này nó đẹp lắm. Này, cái này nó là dòng xanh sạch. Các bạn cùng xem một lần nữa cái ở cái ngọn lá của nó xem nhé. Đây, nó như thế này đây. Để các bạn mà bạn sành về kiếm thì các bạn sẽ có thể chọn lựa chọn cho mình một cái giò ưng ý này. Đấy. Rồi các bạn thấy có xanh sạch không ạ? Cũng xanh sạch đấy chứ đúng không ạ? Rồi đến tiếp đến là hình số N7. N7 này thì mình cũng nôm na đến tầm khoảng độ 8 thân. Cũng có khả năng nó sẽ bị lui dịch một chút đi, nhưng mà không đáng kể. Miễn làm sao các bạn có một cái giò mình cảm thấy ưng ý nó hơn thiệt nhau một khi mình bán quạ và một cái giá là đếm thân thì chẳng đáng bao nhiêu cả. Miễn sao mình yêu cái màu và cái chậu này là ok đúng không ạ? Hình này 8 thân. Đấy, rất là đẹp các bạn ạ. Củ cũng không khác được cái hình nữa. Mình bảo là lùn nhất kia. Củ nó đẹp lắm này. Giá rất là đẹp luôn, tròn xoe. Nhìn thấy lắm. Hình chậu này là 250. Các bạn nào biết nghe tiếng Tài không ạ? Mình sẽ bảo sông Bắc Hà. Sông Bắc Hà là 250. Hình N8. Đúng là N7. Đồ áo chán thế. N7 cả nhà nhé. N7 thì bản lá rất là dày. Nếu mà để so với 2-3 ngón tay của mình nó cũng vừa khít. Thậm chí còn lọt vào trong cơ. Lọt vào trong. Đây là mình đeo găng tay thì kiểu con vắt nó cắn rồi. Thế là nó phải tầm 3 ngón tay của mình ốp vào. Thì cái bản lá nó rất là tròn và dày. Dày phải nó dày thêm cái này. Mình thấy mấy cái này ở cũng khả năng nó được ăn nắng no một chút đi. Đấy. Giả hành nó rất là đẹp. Nhà giả hành đẹp ơi là đẹp. Các bạn cùng xem. Đẹp không? Đấy. Chậu này là con lưu ra đi, lưu ra đừng ấy. Cái này là 280.000 cả nhà nhé, 280.000 cái chậu này, bản lá to đùng luôn. Đấy, thích lắm. Rồi hình số N9. N9 này thì những cái cây này lá nó hơi dài thì chắc chắn là cái hình này thì các bạn phải dùng đơn đi. Mình sẽ không gửi một đơn này đâu, mình nói thật các bạn luôn thế đấy nhá. Đấy. Cái hình này thì các bạn mang về làm giống. Cái lá thì nó cái bản lá này nó hơi dài, mới cho mình thử đo nhá. 1 này, 2 này, 3 này. 3 là 6-70 cm rồi. Lá dài nhất là 70 cm này. Cái này chẳng được ăn nắng thế nào luôn đấy cả nhà này. Chẳng được ăn nắng một chút nào luôn. Đấy. Đấy cái chậu này là 6.000 cả nhà nhá. 6.000 cho cái chậu này. Các bạn cùng xem cái đầu lá của nó xem này. Đấy. Đầu lá rất gần như là nó tròn. Nó không có cái sự vênh nhau đâu. Có khi nó ra bông hoa đặc biệt thì sao đúng không ạ? Bông hoa lai đủ gà thì thôi luôn. Rồi nữa là hình số N10. N10 cái hình này nó phải trên 10 thân. Rất tiếc là con cào cào nó cắn nhiều quá ở nhà đây này. Đấy. 10 thân, trên 10 thân. Thì các bạn cùng xem nó đẹp ở cái điểm nào và xem cái màu diệp lục các bạn có yêu không? Có đáng để cho mình sưu tầm không? Thì các bạn hãy cùng mình quan sát thật rõ nhé. Các bạn cùng xem này. Đấy. Cái chậu này mình kiểm tra xem cái giả hành nó có xinh không. Đấy. Cũng được đấy chứ. Đây này. Giả hành cũng đẹp. Nói chung đây khỏe. Con ơi bà gọi kìa con ơi. À Phát Tài ơi. À, bà gọi con kìa. Bà nội gọi à. À hình này là 220.000 cả nhà nhá. 220.000 cho cái chậu kiếm này trên 10 thân cả nhà đấy. Đấy mình nghĩ là giá cũng rất là ok đấy. Đấy. Tất cả những đơn hàng này mình phải bóc ra cả nhà chứ không thể bê cả chậu về đâu. Hôm nay các bạn chốt hàng, mai mình bắt đầu vào. Nếu như là thời tiết thuận tiện mà không mưa gió thì mình vào mình sẽ bóc ra, bắt đầu mình trở về nhà sau đó thì để nó tắt nước đi xong bắt đầu mình mới gửi cho bạn đấy, chứ không phải là mình bê hôm nay quay và mai mình gửi hàng cho bạn ngay được đâu, thậm chí hàng tuần hoặc 10 ngày. Đấy là nói là thời tiết mà nó thuận tiện cho mình, phù hộ cho mình thì là 3 ngày. Thế còn số N11 cái chậu này là cái này cũng hệ lùn thôi ạ. Đấy, cái này lùn mình thử đo xem 1-2 gang 40 cm. Đấy, lá dài nhất 40 cm, 40 mấy cm. Đây cả nhà nhé. Đấy. Cái chậu này đẹp. Kệ con này để cho bà làm, không cần đâu. Đấy.
để mình quay cái rất tiếc cái lá nó lá này bị gập như là nhà tiếc thế này. Đấy, đấy. Thôi được rồi con này để tí bà khác ngay không cần đâu. Hay là 100 đúng là nó phải là 200 cơ. Chính bị gãy một cái lá mình đã bán với cái giá là 180.000 cả nhà nhá. Các bạn cùng xem cái đầu lá nó thế này này, đầu lá này L. Đấy, đầu lá L. Mỗi một cái cây thì nó khác nhau hoàn toàn đấy. Đây. Cái hình này lại quên mất bao nhiêu tiền nhỉ? 180.000 cả nhà, 180.000. Cái hình S1 ngày hôm qua mới tại sao mà mình không nhìn thấy cái vẻ đẹp của nó là thế nào nhỉ? Mình ở ngoài mình còn thấy mê bởi nó xanh rất là đẹp cơ mà. Đấy, xanh rất đẹp, mỗi tội là cào cào ăn thôi. Chứng tỏ cái ngon, cái đẹp, thơm ngon bổ rẻ thì cào cào nó mới ăn. Mình nghĩ thế. Nói thế cho nó vui thôi, cây này nó bị gãy rồi lá nhá, cả nhà nhá, cả nhà. Kính yêu ơi đây. Cái hình số S1 này 250.000. Bây giờ mình phát hiện ra lá giá dụng thô ok 200.000. Các bạn lưu ý và nhớ nhắc mình là do mình làm gậy lá nhá. Đấy. Ok, chậu này 250.000. Cây đều xanh sạch luôn này. Ồ, bản lá nó rất là tròn này. Bản lá nó cũng không phải chữ L nữa gì cả này. Cào cào ăn thôi. Về các bạn làm giống này ok. 250.000 còn 200 cả nhà nhá. À, thì mình quay xa ra cho bạn xem. Đấy. Tiếp tục là đến cái hình số. Mình nhớ là S1 này, là cái hình này nữa. Mà mọi người thế nào mà không nhìn thấy cái cây nó đẹp thế. À, S13 cái hình này là 200.000. Và hôm nay mình cũng đây, mình làm mới mất 2 lá này. Ok, mình sẽ bớt cho bạn với cái giá là 20.000 đi, còn 180.000. Ô cái kia chết 250.000 mà còn 200 thì cái này thì vênh nhau quá nhỉ. Thôi này nhá, mỗi đơn hàng mình bớt cho 30.000 thôi ạ. Đấy, xin lỗi các bạn, 30.000 thôi chứ không thì không được. Đấy. May quá cái cây này các bạn biết không? May quá này. May quá cái cây này mà mình mà hôm trước không bán thì đúng đây là cây xích ngọc hoa trắng chỗ khủng này cả nhà. Đấy, phát hiện ra cây xích ngọc hoa trắng đấy các bạn, mỗi một thân bình hơn 150.000 mà cái này có mấy chục thân. Các bạn biết mấy triệu bạc của gia chủ mà tí mình bán đi là nguy hiểm không? Và thôi kệ, để tí bà đang làm việc không nói chuyện nữa. Và tiếp đến là cái hình số S12. S12 cũng rất là đẹp, đây là một cái dòng lùn rất là đẹp, các bạn cùng xem giá hành rất là mê ly luôn. Đấy các bạn cùng xem 1 2 3 4 5 6 7 giá hành đó cả nhà nhá. Đấy. Cái hình này là 250.000. Đẹp này mà tại sao mọi người không ok là nào? Hay là vì tại nhiều hình quá các bạn không xem được hết, hoặc là cũng có khả năng là mình sót một đơn hàng gì đó, đúng không ạ? Hôm qua mình nghĩ là bởi sót một đơn thì phải. Đây cả nhà của mình xem. Mẹ à? Bà đi ạ. Con nói đi. Dạ chú ơi. Bà gì Nhung đang bận? Bà đang bận, bà đang làm video. Vâng, bà đang làm video. Ôi cả nhà, con ra kia đi. Cả nhà nhìn thấy cái một cái cây cây làm biên đẹp không? Đẹp nhất vườn, to nhất vườn các bạn nhìn này. Có hai bàn tay của mình còn vào còn vừa. Đấy. Đấy, cái chậu này là có khách chốt nhưng mà An Giang mình cứ dự trữ mãi, nếu mà không gửi được thì bắt buộc mình phải chia sẻ cho mọi người thôi, đúng không ạ? Đây, bây giờ mình sẽ cho bạn xem là cái khu này nhá. Cái khu mà hôm trước mình quay mà dính trưởng mấy con vắt. Ôi giời ơi, khủng khiếp, chạy nhảy tưng tưng lên. Đây cả nhà cùng xem, các bạn đã nhìn thấy cái bông xích ngọc hoa trắng của mình rồi đúng không ạ? Mình cho bạn xem rồi đấy. Bông nó cũng giống cái chậu sứ, nhưng mà đấy cái dòng chậu sứ là dòng thân lùn. Còn đây thì ra thân nó xích ngọc hoa trắng ấy, thân nó cao nó phải 1 gang, 2 gang, 3 gang, 4 gang. Bình quân là nó 80 cm, bản dài 80 cm, như cái trong chậu kia nó chỉ có 1 gang tay thôi cả nhà, nhưng mà duy nhất 2 chậu. Mình đã chốt cho một khách nhưng mình quên sót ở nhà nên mình mang về nhà rồi, mình đang trồng nhân giống rồi. Ở đây các bạn cùng mình xem nhé, các bạn cứ mua tùy từng chậu, có lẽ là mình sẽ nhổ mang về quay tại nhà để nó rõ ràng và chi tiết hơn thì các bạn sưu tầm nó cũng dễ hơn. Bây giờ mà mình nhổ, bây giờ mình đăng thì mình nói thật các bạn nó mất thời gian lắm. Rồi cái thứ hai là nó cũng rất là nguy cơ rủi ro trong vấn đề mình làm việc. Này con tránh mà này, tránh. Đây cả nhà xem nhé, kiếm hồng hoàng nữa, mình cho các bạn xem mặt hoa rồi, nó rất là đáng yêu đúng không ạ? Mình sẽ bán lô xô với cái chậu, mỗi một cái chậu nhổ nha các bạn, mình bán là 50.000. Còn bên kia kiếm bạch
chậu rất là to và đẹp lắm cả nhà. Chậu to mình sẽ bán với giá là 200k hết đi cho thoải mái đi. Đây các bạn cùng xem mặt bông hoa xích ngọc địa lan Mạc Xuân ở trong cái khu vực này. Mình nghĩ là bây giờ mình mới phát hiện ra, mình nhớ ra là trước mình vào mình chụp ảnh tại cái bãi này, các bạn nhìn không? Đấy, lởm chởm một cây que màu đá này. Xem ảnh các bạn lật lại, các bạn chụp và các bạn so sánh nhé. Đúng cái điểm này luôn. Toàn mặt bông đẹp mà bạn tự đi sưu tầm, tự đi lấy ở rừng về. Đấy, có phải là đơn giản cấy kiếm được cái cây Mạc Xuân đẹp đâu. Đấy, hôm nay mình mang về mình sẽ cắt tỉa những cái lá này đi. Lá vàng đây thì mình đẹp ngay như hoa hậu luôn ấy. Đấy. Hôm trước bạn bảo bạn chốt đi. Đấy, các bạn nhìn ra bạn bảo bạn chốt, bạn bom mà phí tiếc tiếc ngần người ra. Mình nghĩ là trong cái lô đấy là cây hoa cốm của mình hoa ba màu. Đấy, thế là mình sẽ nhổ tách các bạn nhé. Ví dụ các bạn có thể bảo tôi đặt mua đơn hàng 200.000 thì mình sẽ thế này, mình sẽ bảo các bạn này nhé. Mình tách ra, mình sẽ bật ra, tức là mỗi một chậu 1-2 cây. Đấy, mỗi một chậu 1-2 cây có thể mình bán chia sẻ với bạn. Nếu mà giống đẹp thì mai mốt các bạn lại chia sẻ lại cho mình. Đấy, nói ví dụ thế. Mình sẽ để lại một gốc thôi, mình nói thế đó, mình sẽ để lại gốc chứ không phải bán hết. Đấy. Để lại một góc để mình xem chờ ra hoa. Rồi thế này nhá các bạn ơi. Đấy. Trên này còn rất là nhiều cái chậu cáo khủng mà bản lá mít xếp đẹp, chậu dịch rất là đẹp. Đây các bạn nhìn bộ rễ nó thế này các bạn nhìn không? Trông như giống như chiếc rèm đúng không ạ? Đấy. Đấy, rất là đẹp. Cái chậu này thì có lẽ là để cái rảnh, để cái thời gian là nó rảnh mà nó nắng lên thì mình có thể mình nhờ người hoặc là mình rủ thêm các cháu lớn để và nó bê ra mới được, chứ còn bây giờ không thể bê xuống được để mà quay cho bạn xem. Đây mình cho các bạn xem một cái chậu này nữa. Đây cái chậu này nhá. Hôm trước mình quay mình bán có bao nhiêu, có 500.000, bây giờ mình để tiếc này. 7 cây cao xếp 1 2 3 4 5 6 cây. 6 cây bộ này hôm trước mình đang bán 500.000 các bạn ạ. Thế mà còn hay là mọi người không nhìn thấy cái đẹp của nó. Bây giờ mình còn thấy tiếc, bán tiếc thay cho bà chủ thật đấy. 500.000 cái chậu này mà cái công của mình tha về cũng quá tội luôn, mà đóng nó. Đóng còn ốm người. Rồi cái chậu này để mình phải suy xét lại. Còn đây là cẩm báo ở nhà, cẩm báo hay là gọi là sa báo. Cái dòng này thì nó nở hoa rất là bền, thậm chí nó kéo dài với cái thời gian là 2 tháng, tức là 60 ngày. Bởi vì mình thấy chậu nhà mình nó nở như thế mà đúng là sự thật như thế. Các bạn được nhà nó có cẩm báo thì các bạn cũng biết rồi đúng không ạ? Bảo mình nói phét. Đấy. Đấy. Còn cái cây X7 này 350 cho cái chậu, 350 cho cái chậu này rẻ. 350 cho cái chậu cẩm báo này, dễ sung xuê. Cái chậu này thì có thể là mình gửi cả cái chậu này được. Chậu nan này được. Còn cái chậu này là hôm trước mình ngốc mếch mình đang 550. Xong cũng may quá không ai chốt. Họ thấy cồng kềnh sao thì có lẽ là cái đổi ý cái cây này mình chưa bán nữa, mình để đấy, bán rẻ quá. Rẻ cho chủ thôi, chủ đang xem video điều khiển mà là rẻ quá không bán được, chứ thực ra là mình thì bao nhiêu cũng bán hết. Đấy, còn cái chậu này là một cái giò cáo, này là một cái giò cáo nguyên bản, bản lá nó ngắn, nó xếp nhưng nó quăn thì đã được dân lấy từ cả đây này, đây là nguyên bản thì đã được ghép vào trong cái chậu này rồi, cả nhà ghép một cái chậu nan này thì đã ok rồi. Thì mình nghĩ là không biết là mình nghĩ thế này, nếu mà vận chuyển đi thì chỉ có bỏ cái này ra thôi, chứ đóng vào chậu thì cũng khó lắm, nó cũng rụng hết cái này ra đây này. Đấy, các bạn biết chậu này bao nhiêu, mình cho bạn xem nhé. 300k, đẹp quá luôn. Mình đọc số nha, mình không ghi vào sổ đấy. X2 nhớ nhé. Các bạn mua chậu này với các bạn yên tâm, chẳng lo nghĩ gì bị sốc chiếc gì cả. Nghệ tâm cây bé nhưng hoa rất là to, bông rất đẹp. Không phải là chỉ có một màu đâu mà nó còn có đến 3 đến 4 loại màu. Màu đột biến, màu trắng, màu tím sẫm, màu tím Huế, rồi là màu vàng cam,
nó rồi màu trắng hồng, nó rất là nhiều màu, cho nên dòng ngoại tâm nhìn nó bông nó rất là đáng để mà sưu tầm, mà lại dễ trồng dễ sống. Đấy, rất là nữ tính cái cây, cái dòng ngoại tâm này, bông của nó khi nó nở bông rất là đẹp luôn. Đấy. Còn cái chậu cáo này thôi, có lẽ là mình cũng chẳng quay nữa đâu, mình sợ muộn quá rồi. Đây các bạn nhìn xem đi. Con soi cho bà đi, không nhìn cũng nguy hiểm lắm này. Đấy, anh nhà này. Cái chậu X5 này. X5 này là cái chậu cầu, đây là cái chậu cáo. À, cáo VIP, tức là cây cáo VIP này, cái cây này trong cái lô này. Chủ có dặn là trong này có một cây phân nhánh, nhưng bây giờ người ta cắt đi để dưỡng cây. Tức là khi mà người ta chủ định không bán thì người ta phải cắt đi dưỡng cây. Thì có điều là bây giờ trong cái hoàn cảnh này thì mình vào mình cứ bán bừa phố thôi. Đấy. Đấy. Đây cái này gồm có 7 cây rồi nhỉ? À đúng rồi. 7 cây. Cáo xếp rụt rịt đẹp không? Và lá xòe. Xếp xòe đẹp không? Đấy. Trong này nếu mà năm ngoái giả lúc khi nở trong vườn này là 2,5 triệu không bán các bạn này, rễ của nó khủng khiếp à. Các bạn biết nếu như mà các bạn nào biết chơi ấy, các bạn chịu khó mua những cái cây có rễ sẵn như vậy thì các bạn về được ngâm cũng thấy cảm thấy nó cũng rất là yên tâm rồi, để cho mình cũng cảm thấy thoải mái khi mà cái cây cáo trong vườn nhà mình nó có cũng như bộ rễ nó tỏa cho ta những cái nguồn năng lượng. Đấy, có cái nguồn năng lượng hoa với con người thì mình đã cảm thấy cảm nhận cho mình là có một cái sức khỏe dồi dào rồi, đúng không ạ? Rồi lại còn chờ đợi ngắm hoa nữa mà. Đấy, cây này đẹp lắm các bạn ạ, cây rất là đẹp luôn. Mình có lẽ là mình quay sai, bạn xem thì các bạn sẽ nhìn thấy cái vẻ đẹp của cái chậu này. Nó đẹp thật sự, tỏa nó hiện nay nó tỏa sáng trong một cái góc vườn của một góc vườn rừng, vườn hoang của núi rừng hoang vắng của Cao Bằng, các bạn nhìn thấy không? Thì nếu như mà bây giờ mà nó mà nở hoa thì các bạn nhìn nó phải nó đẹp như thế nào thì các bạn cũng tưởng tượng ra cái bông hoa nó ở chỗ nào và nó đẹp như nào rồi. Đấy, cái dòng cáo Cao Bằng thì nó là thường thường nó sẽ là ngũ sắc đỉnh hoặc là nó sẽ là cánh mai. Nó thường thường là cánh mai là chủ yếu ở nhà. Cánh mai thì các bạn đã nói cánh mai thì yêu rồi, đúng không? Đầu năm thì các bạn được một chậu mai vào nhà thì nó quá là sung túc và hạnh phúc. Và tiếp đến là cái chậu này, không biết là cái giò này là giò số bao nhiêu, mình thì kiểm tra xem đã đánh số chưa nhá. Đây các bạn cùng xem nào. Không biết là mình đánh số chưa. Thôi có lẽ là cái chậu này không còn thời gian để đếm nữa đâu. Mình cũng xin phép dừng video tại đây. Xin chào và chúc cả nhà mình có một buổi tối vui vẻ, ấm áp yêu thương bên gia đình. Và nhớ bấm nút đăng ký và like cho mình một like, chia sẻ cho bạn bè nhé. Hôm nay mình đăng tối thì để sáng mai mình đăng sớm ạ. Bởi vì bây giờ trong này không có sóng đâu nhạ. Không có sóng đâu. Đấy. Các bạn hãy liên hệ đặt hàng sớm. Khi các bạn là mua hàng thì các bạn nhắn tin trực tiếp vào số điện thoại của mình là ok hơn nhé. Đấy, xin chào và chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe.